Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chơi Hay. Hiện tại thì mình đang cầm trên tay đây là chiếc iPhone 7. Và trong video này chúng ta có một câu hỏi cần giải đáp. Đó là thời điểm về cuối năm 2019 này thì chiếc iPhone 7 này có còn đáng mua hay không? Khi mà ở thị trường hiện nay thì cái thế hệ smartphone đang hiện đại và phát triển hơn rất là nhiều rồi. Và ngay sau đây là câu trả lời của mình, mời các bạn cùng theo dõi video. Cái lý do đầu tiên khiến cho chiếc iPhone 7 này đáng mua chính là mức giá bán của nó đã dễ chịu hơn rất nhiều tại thời điểm tháng 8 năm 2019 này rồi. Mình có ngó qua một chút về cái giá bán của iPhone 7 thì hiện tại nó đang có mức giá khoảng 4,5 triệu đồng. Mức giá này thì mình tham khảo được ở dữ liệu của mình. Và nếu như các bạn chọn mua những chiếc máy lốc thì giá của nó còn rẻ hơn rất là nhiều. Giá chỉ khoảng độ dưới 3 triệu đồng mà thôi, rẻ hơn cả chiếc iPhone 6 quốc tế. Tuy nhiên, hiện tại thì SIM ghép đang chết rồi và nó đang không còn thần thánh như trước đây nữa. Nên nếu các bạn chọn dùng iPhone lốc thì các bạn sẽ phải chấp nhận một vài cái bất tiện vụn vặt thôi. Nhưng theo mình, theo lời khuyên của mình thì các bạn nên chọn mua luôn phiên bản quốc tế để dùng yên tâm tuyệt đối luôn mà không phải lo lắng, lăn tăn về bất kỳ một cái vấn đề gì. Cái lý do thứ hai khiến cho chiếc iPhone 7 này đáng mua chính là cái ngoại hình của nó. Thì với ngôn ngữ thiết kế rất là nhỏ gọn, tiện dụng như này thì các bạn dễ dàng cầm nắm và sử dụng thậm chí bằng một tay. Các bạn biết là ở trên thị trường, smartphone hiện tại đang đi theo một cái xu hướng đó là màn hình lớn và tối ưu. Tuy nhiên thì nó vẫn không thể nào mà nhỏ gọn được như thế này. Các bạn cầm lên thì các bạn vẫn phải sử dụng hai tay để sử dụng bình thường và có trải nghiệm tốt nhất. Nhưng chiếc iPhone 7 này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng bằng một tay. Và đây chính là cái lý do mà những chiếc iPhone 7 với thiết kế màn hình nhỏ gọn như này nó vẫn có một vị trí vững chắc ở trên thị trường. Riêng với chiếc iPhone 7 này thì nếu như bạn nào mà đã quen dùng iPhone trước đây, những chiếc iPhone có màn hình nhỏ hơn như là iPhone 5S này hay là iPhone 6S thì hiện tại những chiếc máy này nó cấu hình của nó đã hơi lỗi thời một chút rồi, thì chiếc iPhone 7 này nó sẽ vẫn đáp ứng cho bạn được cái yêu cầu đó là nhỏ gọn. Và cái hiệu năng của nó thì sử dụng thoải mái. Và đặc biệt mức giá của nó thì nó không chênh lệch nhiều so với iPhone 6S. Ngoài chiếc iPhone 7 này ra, chúng ta vẫn còn một lựa chọn khác, đó là iPhone 8. Tuy nhiên iPhone 8 trên thị trường hiện tại thì có mức giá khá là cao. Nó có mức giá khoảng độ gần gấp đôi so với chiếc iPhone 7 này. Thì đây vẫn là lựa chọn mà mình gợi ý dành cho các bạn. Tiếp theo, cái lý do thứ ba mà các bạn nên chọn mua iPhone 7 này song song với cái ngôn ngữ thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng cầm nắm chính là cái hiệu năng. Thì trên chiếc iPhone 7 này chúng ta có chiếc Apple A10 Fusion, nó tương tự như là trên chiếc iPhone 7 Plus mình đã từng đánh giá và khen ngợi rất là nhiều rồi. Và chiếc iPhone 7 này cùng với chiếc A10 Fusion thì nó sẽ đáp ứng cho các bạn tất cả những cái yêu cầu từ nhỏ nhất như là những ứng dụng cơ bản như là Facebook, Zalo, Messenger hay là những tác vụ nặng hơn như là chơi game, thì chiếc iPhone 7 này vẫn có thể mang lại cho các bạn trải nghiệm chơi game tốt nhất với hầu hết những thể loại game nặng nhẹ đều có thể bật được cái chế độ đồ họa tối đa. Ví dụ như là Liên Quân Mobile, max setting là 60fps này. Nhưng nếu mà các bạn chọn dùng chiếc iPhone 7 này chơi game thì nó sẽ có một cái ưu điểm, đó là cái màn hình này và cũng như là thời lượng pin, bởi vì cùng với cái thiết kế nhỏ gọn thì màn hình nó sẽ bị bé hơn này, hay là cái viên pin nó sẽ bị cắt giảm một chút, nó không được trâu như là chiếc iPhone 7 Plus đâu. Rồi, cái lý do tiếp theo của nó cũng liên quan một chút tới cấu hình, đó là khả năng hỗ trợ cập nhật phần mềm. Thì đối với chiếc iPhone 7 này, các bạn khi mà chọn mua sử dụng thì yên tâm sử dụng trong vài năm mà không lo bị bỏ rơi. Điển hình nhất thì trên chiếc iPhone 7 này mình đã cập nhật lên phiên bản iOS 13 và hiện tại nó đang ở cái phiên bản beta public rồi, nên nó rất là mượt và nó gần như là không còn một lỗi nào. Hiệu năng của nó thì phà phà luôn và nó không hề chậm như là hồi mà nó chạy trên phiên bản iOS 10 hay là 11. Cái vấn đề cập nhật này thực ra nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái trải nghiệm của chúng ta. Tuy nhiên, việc một sản phẩm được hỗ trợ cập nhật lâu dài thì khi mà chúng ta lựa chọn thì chúng ta sẽ yên tâm và tin tưởng hơn rất là nhiều. Mặc dù là chỉ là một người dùng cá nhân thôi thì những cái nhu cầu về những cái bản vá bảo mật nó không thực sự là quan trọng, nhưng dù sao thì có vẫn hơn. Và đối với việc hỗ trợ cập nhật phần mềm thì cái giá trị sử dụng của nó sẽ được nâng cao hơn rất là nhiều. Và đó là những cái lý do chính mà chiếc iPhone 7 này vẫn đáng mua trên thị trường. Mặc dù trên thị trường chúng ta có rất nhiều những cái sản phẩm hiện đại hơn như là màn hình tràn cạnh này, camera kép này hay là vân tay trong màn hình, thì chiếc iPhone 7 chúng ta bản thân nó là một mẫu flagship cao cấp nên nó chắc chắn sẽ mang lại cho ta những cái trải nghiệm cao cấp nhất. Về những thứ khác của chiếc iPhone 7 này thì hiện tại nó vẫn đang rất là ngon lành. Ví dụ như là camera đơn, như là chụp ảnh rất là đẹp này. Camera trước cũng là camera đơn thôi nhưng mà nó sẽ mang lại cho ta những bức ảnh selfie rất tốt. Kết hợp với những cái phần mềm làm đẹp bên thứ ba thì chúng ta hoàn toàn có thể sống ảo bình thường. Cùng với đó thì máy vẫn có khả năng chống nước này, nên là chúng ta đi mưa đi gió rất là ok, không sợ bị nước lọt vào trong. Tuy nhiên, cùng với giá bán rẻ thì khi các bạn chọn mua chiếc iPhone 7 này thì nó cũng sẽ có một vài cái rủi ro tiềm ẩn. Nên các bạn khi mua iPhone cũ trên thị trường thì hãy chọn những nơi uy tín,
để làm sao chúng ta có cái chế độ bảo hành an tâm nhất này. Khi mà chẳng may máy có vấn đề gì thì chúng ta mang đến sẽ được giải quyết xử lý luôn. Hạn chế chọn mua những nơi mà có giá bán rẻ quá này, ở những nơi ngóc ngách này, về cái lý do giá rẻ là vì không mất chi phí mặt bằng, nó cũng hợp lý thôi, nhưng rẻ quá thì bạn cần phải cân nhắc thật kỹ, đặc biệt là cần phải trang bị cho mình những cái kiến thức kiểm tra máy cơ bản để làm sao chọn mua được những chiếc máy tốt nhất này, không bị tiền mất tật mang và ôm bực vào người. Rồi, và đó là ý kiến của mình, những cái lý do mà các bạn vẫn nên chọn mua chiếc iPhone 7 này tại thời điểm là cuối năm 2019. Còn bạn thì sao? Với sự phát triển như vũ bão của smartphone trong năm nay thì chúng ta có rất nhiều những chiếc điện thoại hiện đại hơn, xịn hơn rất là nhiều rồi, nhưng nó là phân khúc tầm trung cận cao cấp. Thì chiếc iPhone 7 này nó còn đáng mua hay không? Thì hãy để lại comment chia sẻ của bạn ở ngay bên dưới video để chúng ta cùng nhau bàn luận. Và đừng quên bấm đăng ký kênh Chơi Hay, bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật thông tin công nghệ mới nhất, những cái video tư vấn mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.